Xin chào cả nhà, Cẩm Tú vừa làm xong chiếc bánh gato rất là thơm ngon như thế này. Vậy thì với những bạn mà thích làm bánh hay là có ý định sẽ học, sẽ rất là thích thú với sản phẩm mà Cẩm Tú sẽ mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Đó chính là chiếc máy đánh trứng. Vậy thì cách chọn làm sao để chúng ta có được một chiếc máy tốt, sử dụng được lâu bền và giá cả phải chăng? Mời cả nhà hãy cùng Cẩm Tú theo dõi những thông tin có ngay sau đây. Khi mua những sản phẩm dùng trong gia đình như thế này thì các bạn sẽ quan tâm yếu tố gì đầu tiên? Theo Cẩm Tú thì thương hiệu sản phẩm sẽ là yếu tố quyết định đến chất lượng nhiều nhất, bởi vì là một sản phẩm đến từ một thương hiệu uy tín thì chắc chắn là chúng ta sẽ yên tâm hơn so với những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hiện nay trên thị trường có các hãng lớn có tên tuổi trong thị trường sản xuất hàng gia dụng, trong đó có Panasonic hay là Philips. Máy đánh trứng của các hãng này vừa có mẫu mã đẹp, vừa bền và rất là tiện dụng. Các bạn có thể thấy như là chiếc máy đánh trứng của thương hiệu Philips ở đây, nó có mẫu mã khá đẹp và sang trọng, tiện lợi vì có cả que đánh trứng và trộn bột. Khi đã chọn được thương hiệu mà các bạn cảm thấy yên tâm, thì để đáp ứng tốt nhu cầu của các thành viên trong gia đình thì các bạn nên chọn công suất cho phù hợp. Công suất máy đánh trứng càng lớn thì sẽ hoạt động càng nhanh, mạnh, trứng đánh sẽ nhanh bông hơn. Nếu các bạn muốn trộn nguyên liệu hay là trộn bột làm bánh mì thì nên chọn máy có công suất trên 300W. Còn nếu như mà chỉ sử dụng cho những nhu cầu hàng ngày của gia đình thì các bạn nên chọn những máy có công suất từ 200 đến 400W là đã vừa đủ để dùng. Mỗi người thì đều có những nhu cầu khác nhau, vậy thì loại máy nào sẽ phù hợp và tiết kiệm cho các bạn nhất? Trên thị trường hiện nay thì có hai loại máy đánh trứng, đó là máy đánh trứng để bàn và máy đánh trứng cầm tay. Với chiếc máy đánh trứng cầm tay này thì nó vừa tiện lợi nè, nhỏ gọn và dễ sử dụng, dễ vệ sinh. Thêm nữa là giá cả của nó cũng khá là hợp lý. Máy đánh trứng cầm tay phù hợp với những bạn mà không làm bánh thường xuyên, không làm những loại bánh mà đòi hỏi phải trộn bột quá nhiều như là làm bánh mì hay là bánh bao. Khi mua thì các bạn cũng nên cầm thử xem là trọng lượng của máy như thế nào. Nếu như mà nặng quá thì rất là dễ mỏi tay khi mà trong quá trình đánh trứng. Với chiếc máy đánh trứng để bàn này thì chúng ta có thể sử dụng được đa năng, từ trộn bột, đánh trứng, đánh kem, giúp tiết kiệm thời gian và công sức hơn so với trộn bột bằng tay. Thêm nữa là nó có tô đựng sẵn như thế này rất là tiện lợi. Nó hoàn toàn là tự động, chúng ta chỉ cần đứng bên quan sát. Tuy nhiên, giá thành đắt hơn loại cầm tay, nặng, chiếm nhiều diện tích trong không gian bếp, tháo lắp để vệ sinh cũng phức tạp hơn. Nếu như mà chỉ thi thoảng thì các bạn mới có hứng thú làm bánh hay là chỉ làm những loại bánh đơn giản thì một chiếc máy đánh trứng cầm tay sẽ phù hợp, bởi vì là loại máy này vừa tiện lợi nè, nhỏ gọn mà giá cả cũng khá là dễ chịu. Còn nếu như mà các bạn hay sử dụng máy đánh trứng thường xuyên, hay trộn bột và làm nhiều loại bánh khác nhau thì một chiếc máy đánh trứng để bàn sẽ phù hợp hơn, bởi vì là chúng ta không cần phải cầm tay mỏi tay mà chỉ cần nhấn nút là máy sẽ hoạt động. Và một điều nữa mà Cẩm Tú muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là các mức tốc độ của máy các bạn cần biết để lựa chọn cho phù hợp. Thường thì máy đánh trứng có nhiều mức tốc độ sẽ dễ dàng hơn cho các bạn khi mà đánh trứng. Những máy đánh trứng cầm tay có từ 3 đến 7 tốc độ, máy đánh trứng để bàn có loại lên đến 16 tốc độ. Tuy nhiên với nhu cầu thông thường bạn chỉ cần sử dụng 3 đến 7 là vừa đủ. Dù là máy đánh trứng có 3 hay là 7 tốc độ hoặc nhiều hơn thì đều được chia thành 3 mức tốc độ chính dùng để đánh các nguyên liệu khác nhau. Các bạn nhớ ghi lại để làm vốn cho mình khi mà đi mua nhé. Máy có tốc độ thấp được dùng trộn nguyên liệu hay trộn bột làm bánh mì. Tốc độ trung bình dùng đánh bơ với đường, trộn trứng với hỗn hợp bột. Còn tốc độ cao phù hợp cho đánh lòng trắng trứng, đánh trứng nguyên quả, đánh kem. Với những thông tin vừa rồi, hy vọng cả nhà mình sẽ chọn được chiếc máy đánh trứng phù hợp. Và để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác, các bạn có thể truy cập vào website điệnmayxanh.com hoặc like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh và cách nhấp vào logo này. Nếu như mà có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn hãy để bình luận ngay phía dưới clip này. Điện Máy Xanh luôn mong muốn đem đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.